Dù vụ tai nạn khá nghiêm trọng, chiếc xe bị hư hỏng nặng, nhưng rất may, con trai của nghệ sĩ Lê Thụy là Dương Đình Trí và diễn viên Trí Quang có mặt trên xe đều không bị thương nặng. Dù trong vụ tai nạn khá nghiêm trọng, chiếc xe bị hư hỏng nặng, nhưng rất may, con trai của nghệ sĩ nhân dân Lê Thụy không sao. Cách đây ít giờ, ca sĩ Dương Đình Trí khiến cho người hâm mộ bàng hoàng khi chia sẻ thông tin trên trang cá nhân rằng mình vừa gặp vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nam ca sĩ cho biết sự cố xảy ra khi anh cùng diễn viên Trí Quang và cô Linda vừa lên xe rời khỏi trung tâm thương mại, xe thẳng không được và cứ thế lao với tự do tốc độ 100 km/h. Tài xế không control được, lao vào hàng rào mấy căn nhà, vun vút ngày càng nhanh, tông qua ngã mấy hàng rào và dừng lại bốc khói. Dương Đình Trí cho biết, sau khi hoảng hồn, anh đã lao ra ngoài và mở cửa kéo diễn viên Trí Quang ra khỏi xe. Chỉ có hai cánh cửa bên phải mở được, hai cửa bên trái bị khóa tự động, sau đó diễn viên Trí Quang tiếp tục lôi được cô Linda ra ngoài. Những hình ảnh ca sĩ Dương Đình Trí chụp lại cho thấy chiếc xe bị xẹp lốp, hệ thống túi khí ở hàng ghế phía trước bị bung ra, chứng tỏ có sự va đập rất lớn, đầu xe bị hư hỏng nặng. Ngay lập tức sau đó, mẹ của Dương Đình Trí là nghệ sĩ nhân dân Lê Thụy cũng có mặt ở hiện trường. Nam ca sĩ chia sẻ thêm, rất may cả ba trên xe chỉ bị xây sát nhẹ, tuy nhiên tinh thần của mọi người vẫn đang bị chấn động mạnh. Trong giây phút thập tự nhất sinh, tôi chỉ thấy trước mắt mình là màu trắng. Tôi nghĩ anh em tôi 100% là chết. Chỉ cần đâm vào một chiếc xe khác đang chạy nhanh hay một gốc cây là với tình trạng chiếc xe tan nát phía trước như vậy, anh em tôi không thương tích nặng nề là cả một kỳ tích, Dương Đình Trí viết. Nam ca sĩ cho biết anh và mẹ nghệ sĩ nhân dân Lê Thụy sinh thời ở hai thế hệ khác nhau nên suy nghĩ không hợp nhau. Dương Đình Trí từng du học 8 năm tại Úc và tốt nghiệp hai ngành đại học, dù có công việc ổn định ở nước ngoài, nhưng anh từ bỏ tất cả về quê hương theo đuổi nghệ thuật. Ca sĩ sinh năm 1979 là người sáng lập ra chương trình Bước Chân Hai Thế Hệ. Suốt 10 năm qua, anh là nhà sản xuất, đạo diễn, ca sĩ chính của chương trình này. Sau nhiều vai trò, năm nay Dương Đình Trí phát triển kênh YouTube riêng về du lịch ẩm thực và mời nhiều nghệ sĩ đồng hành trong các chuyến đi. Dương Đình Trí tiết lộ anh bỏ tiền ra làm nghệ thuật nhưng thu về không mấy lợi nhuận. Tôi nghĩ đó là cái nghiệp nên mình phải theo thôi, anh hài hước chia sẻ. Từ nhỏ tôi cũng không áp lực về chuyện này, thành tích học lập của ba anh em tôi cũng khá tốt. Từ nhỏ nổi tiếng đến bây giờ, mẹ tôi không hề có scandal nào. Mẹ tôi chỉ nói con đường nghệ thuật không trông gai. Rất không hề đơn giản, lúc đó tôi cũng không hiểu tổng thể nó trông gai như thế nào, nhưng vì đam mê nên vô thôi. Khi tôi quyết định tham gia nghệ thuật, mẹ tôi lại đưa ra những chiều hướng tiêu cực trong showbiz, quá nhiều chuyện mà mẹ đã trải qua trong mấy chục năm đi hát. Nhưng tôi nghĩ mình còn tuổi trẻ, mình có đam mê thì mình thử sức, khi mình thấy bất ổn tự động mình sẽ rút. Ngoài ra tôi đầu tư và không muốn bố mẹ dính vào chuyện tiền bạc và bạn đời của tôi. Tôi không làm bất cứ công việc gì tôi cũng phải cần sự công nhận của người khác. Tôi cần cho khán giả thấy được sự cố gắng và thay đổi, cũng như sự độc lập. Nếu như tôi là người bất tài, vô dụng thì tôi sẽ không làm được những gì trong bao nhiêu năm qua. Còn chuyện người khác nói xấu tôi, thực sự không quan tâm vì tôi sống rất tây. Tôi ít khi nào bị dao động bởi những điều bên ngoài. Trong khi nhắc đến Dương Đình Trí, khán giả và đồng nghiệp trong nghề hay gán anh là con trai nghệ sĩ nhân dân Lê Thụy, đây có lẽ là điều hạn chế trong sự nghiệp của anh. Đúng rồi, đó không phải là lý do, tôi không muốn mọi người gán tên như vậy, tôi cảm thấy rất không vui, tôi tự hào về mẹ. Ở một khía cạnh khác, tôi sẽ làm điều gì đó để tôn vinh nghề nghiệp của mẹ bằng những sản phẩm của tôi, chứ tôi không lấy tên mẹ ra để gán lên tôi và bắt người ta phải chấp nhận. Người ta mời show tôi với mẹ, tôi xác định đều là độc lập, không có việc hai mẹ con cộng lại để được lợi ích.